Mời mọi người cùng mình ăn quả xương rồng nhá. Và đây nó là quả của cây xương rồng lê gai, hay còn gọi là xương rồng tai thỏ các bạn ạ, chứ không phải là quả xương rồng nào mình ăn được đâu nha. Trên vỏ của nó thì có rất nhiều những cái gai nhỏ li ti các bạn ạ, cho nên là khi ăn thì chúng ta phải cẩn thận. Vỏ của nó mỏng như tờ giấy các bạn, rất là dễ để bóc. Xin mời các bạn nha. Nó có hạt các bạn ạ, hạt rất là cứng, không thể ăn được. Cái quả này ngọt hơn cái quả vừa nãy. Và cái quả này cũng ít hạt hơn nữa, có 2 hạt thôi. Quả này thì ăn nó nhạt và nó còn có vị hơi chua chua nữa. Cái nước của nó ra đỏ hết tay luôn. Cái quả xương rồng này thì mình thấy ăn rất là giống quả thanh long ruột đỏ các bạn ạ, nhưng mà ăn nó nhạt hơn thanh long ruột đỏ nhiều. Một quả của nó thì cũng không được nhiều thịt, mà hạt thì lại cứng không ăn được, cho nên là khi ăn sẽ phải nhằn. Và có một điểm khi ăn quả này mình rất khó chịu, đấy là cái gai của nó các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy trên cái thân quả của nó có những cái gai nhỏ nhỏ, trông như kiểu những sợi lông ấy. Và khi mình cầm bóc vỏ để ăn thì những cái gai này nó sẽ dính vào tay và nó sẽ cắm vào tay. Nó giống như kiểu là khi các bạn đi hái măng xong thì cái măng nó có cái lông nó cứ cắm vào tay mình ấy. Nó không đau đâu, nhưng mà thỉnh thoảng mình chạm vào thì nó lại hơi nhói nhói một tí. Tóm lại thì mình thấy cái quả xương rồng này ăn nó không ngon, cũng không dở, nhưng mà ăn nó hơi ít thịt và nó khá là phiền khi mà cứ bị những cái gai của nó cắm vào tay.